2022 rồi, ở đây chúng tôi không buộc dây giày kiểu như thế này. Anh em hãy công nghệ lên, update công nghệ lên. Adapt BB 2.0, đôi giày bóng rổ đến từ tương lai. Đây rồi, để thể hiện cho anh em xem luôn. Anh em đã thấy công nghệ chưa? Đã thấy future chưa? Ui, trời. Có thể điều khiển được ngay trên cả Apple Watch. Sao? Công nghệ. Đi kèm với nó là một chiếc sạc không dây. Có thể sạc được iPhone, Apple Watch và AirPods. Thì không sạc được nhá, không sạc được. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá.